Xin chào các bác, lâu lắm rồi Cái Cân mới về được hai tác phẩm đẹp của hai thương hiệu lớn, đó là Patek Philippe và Richard Mille. Chiếc bầu trời Thụy Sĩ với tên là 6102R và một chiếc Johann Blake của thương hiệu Richard Mille rất là đẹp. Và để không mất thời gian của các bác thì Cái Cân xin gửi cái video clip chi tiết ở phía phía sau luôn. Xin cảm ơn các bác.